Quậy hả? Sao em không nghe điện thoại của anh? Anh đừng bao giờ gọi cho em nữa. Quên em đi. Quậy, em nghe nói không? Quậy. Dạ chào chị. Chị khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn chị. Chuyến đi vừa rồi có gì vui không chị? Cũng tạm. Chị chụp rất là nhiều hình đẹp, có gì chị mail cho em coi nha. Trưa nay em mời cơm chị được không? Để bữa khác đi, trưa nay chị có hẹn với bạn chị rồi. À mà mấy ngày chị nghỉ phép, tòa soạn có gì hay không? Kể chị nghe đi. Dạ không có gì, cũng là những tin tức thường ngày thôi à. Không có phóng sự nào đặc biệt. Mà đúng là chị đi rồi á, em thấy nhiều người bình thường không thích chị cho lắm, nhưng mà chị đi vắng họ nhắc chị hoài à. Hình như họ nhớ chị và các bài viết của chị. Thiệt sao? Chị đi cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Giả lại không được viết bài cũng thấy thiếu thiếu cái gì á. Dĩ nhiên là thấy thiếu rồi. Dạ. Vì đó là một phần cuộc sống của em và của tòa soạn này mà. Không làm tức là một phần cuộc sống này phải dừng lại. Không thiếu mới là lạ. Nhớ mail cho em hình chị chụp nha. Chào anh. Em thấy mặt anh có hắc ám không? Mà mỗi lần cô ấy nhìn anh á, cứ như là thấy tà vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng tìm cách lẩn trốn. Dĩ nhiên rồi. Anh á, suốt ngày cứ đòi hình chụp của cậu ấy không à. Không có thì anh la liền. Cho nên mỗi lần gặp anh, cậu ấy sợ là phải. Có lẽ là vậy. Còn em, sao rồi? Đi nghỉ có thấy vui không? Sao anh thấy em về có vẻ buồn và mệt mỏi quá vậy? Chắc tại em đi đường xa về nên mệt một chút thôi. Em không sao đâu. Nếu mệt thì em cứ về nhà nghỉ sớm đi. Anh không muốn phóng viên đa tài của anh có bệnh gì đâu đó nha. Em đi nghỉ về. Làm bài vở mấy ngày hôm nay không có sức sống gì hết.
Thôi, em về nghỉ đi cho khỏe, rồi vào làm một chuyên đề nào đó thật tốt cho anh. Anh đừng đánh giá em cao như vậy. Dĩ nhiên là anh phải đánh giá em cao rồi. À, có thể sắp tới đây sẽ có quyết định cử em đi học nâng cao ở nước ngoài đó. Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Sắp tới còn có dự trại sáng tác điều khác không? Hình như là anh Lý đã đăng ký rồi đó chú Tư. Mà chủ yếu là thương hiệu của công ty thôi, chứ còn mà thi thố cái gì. Mày cứ lo kiếm tiền hoài đi rồi tiếc. Con còn trẻ đừng có suy nghĩ như vậy. Khiêm tốn là tốt, nhưng cũng phải nghĩ tới mình một chút. Ê. Dạ. Con mà nổi tiếng rồi á, tiền vô như nước. Chú Tư, con mà đi thi là chú Tư phải ủng hộ con đó nha. Mày cứ yên tâm, tao mà tao kéo bà Tám bán cà phê vô đó nha, bà hô một tiếng á là bằng 5 người cộng lại đó nghe. Chú Tư nha, ưa uống cà phê thiếu của bà. Tao mà không nhắc á, làm gì bà cho tao uống cà phê thiếu nữa, phải không? Nè, mọi người làm gì mà vui dữ vậy? Chú Tư đang yêu đó. Thì không chú, có gì chú cứ nói đi, tụi con sẽ đứng ra tổ chức cho chú. Tụi bay tào lao không à? Nói giận chơi chứ không có gì đâu quản lý. Thôi, lo làm việc đi. Chú Tư mắc cỡ rồi tụi bay ơi. Nè, chuyện của mày với Huệ ổn chưa? Bình thường thôi. Vậy thì chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi sắp tới nha. Alo, tôi nghe. Sao? À, dạ, nụ chuyển dạ hả? Dạ, em tới liền ạ. Nè, nụ sắp sinh rồi, bây giờ anh phải tới bệnh viện. Có chuyện gì thì nói với khoa chờ anh nghe. Anh Lý. Gì? Nụ chuyển dạ chứ có phải giờ anh chuyển dạ đâu, làm gì mà anh lo dữ vậy? Thì người ta neo đơn, mình phải giúp đỡ người ta. Mày cứ suy nghĩ bậy bạ không à. Cô ấy có sao không gì? Không sao đâu, nụ đã sinh một lần rồi, ổn thôi. Con thấy nụ đau đớn, con sợ quá. Mai mốt á thì con cũng có chồng sinh con, cũng vậy thôi. Thôi, con không lấy chồng đâu. Xạo quá đi, muốn tới một còn làm bộ nữa. Dì thấy á, sắp tới ngày sinh rồi, dì bắt vô bệnh viện nằm trước mấy ngày mà cứ sợ tốn tiền của dì, cho nên hôm nay mới chuyển dạ bất ngờ như vậy đó. Ủa, mà sao dì rành quá vậy? Sao không rành? Lúc trước á, khi mẹ con chuyển dạ cũng một tay dì đưa vô bệnh viện chứ ai. Thưa mẹ, con mới về. Ủa, con về rồi thằng Tân đâu con? Dạ, anh còn bận việc ở công ty. Con đi làm về sớm mua ít đồ ăn về nấu. Ở nhà còn thức ăn đó, con coi cái nào còn ăn được thì ăn, còn cái nào không ăn được thì bỏ nha con. Dạ.
Alo. Sao, nữ sinh rồi hả? Em tới liền. Có chuyện gì vậy con? Dạ, con có người bạn mới sanh, con chạy ra đây một chút, con về liền nha mẹ. Trời, chuyện mình không lo, lo chuyện người khác. Sao ông xin cháu cho tôi nhờ? Em bé dễ thương quá ha. Coi cái miệng của nó kìa, thấy ghét chưa? Dĩ nhiên là con phải đẹp rồi đúng không? Con có biết là mẹ con phải khó khăn lắm mới sinh được con đó biết chưa? Hay là dì đặt tên giùm cho con gái của con được không dì? Dì cũng được dinh dưỡng như vậy sao? Dạ, dì là bà đỡ đầu của nó mà. Con coi dì như mẹ, như người thân của con. Mẹ con không có ở đây, con mong dì hãy đặt tên cho con của con. Đó là phước của dì dành cho nó. Vậy thì dì sẽ đặt tên cho em bé là Ngọc Châu. Bởi vì con á, cũng là viên ngọc quý của tất cả mọi người. Ngọc Châu, con hy vọng cuộc đời của nó sẽ không phải khổ như cuộc đời của con. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Sao lại khóc? Phải vui lên chứ. Em cảm ơn anh. Em đang vui mà. Nè, hình như phòng bên kia. Wow. Chị Huệ, em nhớ chị lắm. Chị nhìn mặt con gái em đi, nó dễ thương lắm. Dì Lan mới đặt tên cho nó là Ngọc Châu đó chị. Bé nụ cứ nhắc chị Huệ hoài vậy đó. Suốt ngày cứ gọi người ta là bé nụ, người ta là mẹ rồi đó. Thôi, đừng có chọc anh Lý như vậy. Coi điệu bộ của ảnh kìa, cứ như là gà mắc tóc. Từ lúc mà hay tin nụ sắp sinh tới giờ. Em vừa ở chỗ nụ về đó hả? Ừ. Nè, mẹ con có ấy khỏe không? Ừ, mẹ con đều khỏe, thì mấy kháu khỉnh lắm. Mẹ đâu rồi anh? Mẹ kìa. Mẹ con về rồi đó hả? Dạ. Vô ăn cơm đi con. Dạ. Mẹ làm hết rồi đó, chỉ có việc dọn ra mà ăn thôi. Mẹ, con xin lỗi, con đi gấp quá, em không kịp làm đồ ăn. Mẹ ngồi đi. Chỉ có cách tạ lỗi là bằng cách ăn hết đồ ăn thôi. Ừ, ráng mà ăn cho hết, để mà có sức khỏe xin cháu nội cho tụi ẩm bồng. Mẹ yên tâm đi, tụi con đã có kế hoạch hết rồi. Ăn đi con, thấy người ta có cháu á, mẹ nôn quá. Nghe mẹ nói chưa?
Thời gian qua anh suy nghĩ nhiều lắm. Chắc có lẽ chúng ta đã chưa chuẩn bị kịp cuộc sống vợ chồng. Nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh và em, chúng ta cố gắng vượt qua giai đoạn này. Được không em? Rồi, về tới nhà rồi. Ngọc Châu ơi, thức dậy đi con. Vô nhà nha. Từ từ em. Từ từ thôi nha. Bé Ngọc Châu ngoan của bà. Qua bà ẩm chút coi. Nãy giờ bé Ngọc Châu đi đường có khóc không? Dạ, bé ngoan lắm chị. Thương quá đi. Khoan đã. Hả? Anh có cái này muốn cho hai mẹ con em coi nè. Anh định cho em coi cái gì vậy? Rồi sẽ biết. Em vô đi. Em có thích không? Anh và chị Lan đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho em và bé Ngọc Châu trong lúc em nằm viện đó. Em sao vậy? Không thích mấy thứ này phải không? Để anh đổi hết mấy thứ khác nha. Không đâu. Em thích lắm. Coi kìa, con làm cho anh Lý hốt hoảng lên rồi kìa. Dạ mời ông bà. Dạ, xin mời xem. Dạ, ở bên này nữa. Các anh chị xem qua nha. Ở đây tụi em có nhiều mẫu mã mới lắm á. Dạ mời ông bà cứ xem tự nhiên. Đây là một bộ mới về, rất đẹp. Còn bộ bên này mang kiểu dáng mới lạ, nhưng cũng rất được ưa anh chuộng à. Tự nhiên lựa đi ạ. Đây là mẫu mới nhất của tụi em mới nhập về. Dạ anh chị. Cũng sang trọng à.
nhưng cái này được ưa chuộng nhiều hơn. Dạ. Nghe Linh. À, qua kia chờ tao nha. Còn nhiều mẫu hàng lắm, ông bà cứ xem tự nhiên nha. Lát tôi quay lại sau. Vô đây nè. Ê. Chị thấy sao à? Đẹp lắm em. Cảm ơn chị. Làm ăn dạo này khó khăn quá, không được thuận lợi như trước nữa. Tao không biết có phải tao không có khả năng kinh doanh hay không nữa. Mày khùng quá. Không làm việc này thì làm việc gì nữa? Khó khăn lắm mới có được cơ ngơi như vậy. Mày than chán mà nghe được á hả? Mà hôm nay mày ghé tao có việc gì? Đừng có kể khổ nha, tao chán lắm rồi đó. Tao đang thực hiện một loạt bài phỏng vấn về quan niệm sống của giới trẻ ngày nay. Để bài viết thêm sinh động, tao muốn lấy thêm chính kiến của mày. Tưởng gì? Ở mà nè, tao chưa có gia đình, làm sao có kinh nghiệm mà giúp mày? Tao chỉ muốn biết nhận xét của mày về những nhân cách thật của những người đàn ông đã có vợ mà còn bồ bịch lăng nhăng, hay là của những người phụ nữ đã có chồng mà còn tơ tưởng tới những người đàn ông khác. Mỗi thằng đàn ông đều có cách dung tiền khác nhau, nhưng hầu như tụi nó đều hám gái như nhau, không có gì khác cả. Không những vậy, còn luôn lừa dối như nhau. Còn đàn bà thì tao chưa có chồng nên tao không biết cảm giác đó. Ủa? Mà nè, tại sao lần này mày lại chọn một đề tài khó ăn khó nói đến vậy? Mày hỏi kỳ cục, thì cấp trên giao việc gì mình làm việc đó thôi. Mày đợi tao một chút nha. Huệ, số báo tuần này á, em nhớ đăng thêm nhiều kỳ phóng sự nữa nha. Dạ. Ủa sao người có vẻ thất thần dữ vậy? Dạ không, em hơi chóng mặt chút xíu. Em nên đi kiểm tra sức khỏe đi, đừng có chủ quan nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh nhớ em quá. Xạo quá, nó nhớ người ta mà cứ đi hoài, không có một cuộc điện thoại hỏi thăm. Em bắt đầu nghi ngờ anh rồi đó nha. Em nghi ngờ cái gì? Công việc làm ăn của anh, không lẽ anh phải báo em sao? Anh làm gì nóng vậy? Em đâu có nói gì đến công việc làm ăn của anh đâu. Em nghi ngờ ở đây là anh đang e ấp một cô nhân tình nào khác em. Sao em lại nói như vậy? Em phải biết là anh rất yêu em, yêu nhiều nữa là khác. Đàn ông ai cũng vậy, em không tin. Em không nỡ làm anh thất vọng, em đồng ý. Alo, con nghe. Vậy hả?
Lát xong công việc con về. Chuyện gì vậy em? Ba em gọi báo có một người bạn đến nhà chơi. Yeah. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Mà là bạn của ba em. Trời ơi, hôm nay biết ghen nữa ta. Kiếm ơi, sao rồi? Con làm bác thèm muốn chết hả? Xong rồi, xong rồi. Đây. Bác biết không, món này á nó phải nấu đúng lửa ăn mới ngon. Bác thử miếng đi. Cái thằng bác nói thèm á là thèm đánh cờ nè, chứ đâu phải tao thèm ăn đâu mà mày kêu bác thử. Vậy mà con cứ tưởng. Thôi tưởng bác tưởng có bụng gì. Không. Đây. Tôi vô một cái đi. Dạ. Ừ. Con biết không, từ ngày á mà bác đánh cờ với con á, tay cờ bác lên thấy rõ luôn. Mấy ông bạn già vòng vòng ở trong xóm này nè, bây giờ mà nghe bác rủ đánh cờ là chạy hết hà. Sao vậy bác? Ừ thì cứ thua hoài nên mấy anh chả chán ngán, mấy anh chả không thèm đánh với bác nữa. Rồi vô cái coi. Dạ. Nè. Bác dùng đi. Bác thấy sao? Ừ. Khoan để tôi làm miếng nữa cái coi. Được à. Tay nghề cũng khá. Dạ. Rồi làm cái nữa đi. Dạ. Vô. Nói thiệt với con nghe, vừa được đánh cờ mà vừa nhấp vài ly rượu rồi ăn mồi của con làm là không có cái gì bằng hết trơn. Dạ. Chị Phương ơi, làm gì mà sửa soạn lâu quá vậy? Dạ, chị đợi chút. Quê ơi. Dạ. Xong chưa con? Dạ rồi. Đợi con dâu nó lấy đồ cho tôi. Mẹ, đầy đủ hết rồi. Cái áo này mẹ đem theo lên xe lạnh thì mặc vô nha. Còn chai dầu gió con để trong này luôn. Rồi, nè, ở nhà lo cho chồng con ăn uống nha. Dạ. Thằng Tân á, nó làm biếng ăn lắm đó. Mẹ, có chút tiền mẹ cầm theo mua gì thì mua. Thôi, được rồi, thằng Tân nó đưa tiền cho mẹ mà mẹ có xài đâu. Thôi con cái đưa thì cứ lấy đi, dùng dằn hoài, xè bỏ lại bây giờ. Thôi mẹ đi nha. Dạ, chào Di. Đi chị. Dạ con nêm rồi, mẹ chờ con chút xíu nha. Ngon lắm mẹ ơi. Cảm ơn mẹ nhiều nha. Không có mẹ con không biết nấu sao nữa. Con gái của mẹ bây giờ cũng tập tành nội trợ giỏi rồi đó. Thì lâu lâu cũng phải làm người vợ đảm đang chứ, phải không mẹ? Không người ta bỏ lúc nào không hay đó. Chị nói nhảm. Lo mà học nấu ăn đi. Đó là một liều thuốc giữ hạnh phúc gia đình đó. Cố gắng nha con. Dạ con biết rồi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Thôi con nấu tiếp nha. Yêu mẹ nhiều lắm. Bye mẹ.
coffee, cigarettes, not my style. Pretty faces around. Chà, ngon quá, nhìn đã muốn ăn rồi. Mình đúng là thiên tài. So far away, I can hardly make you mine. So long the day, you are always on my mind. But in my dreams, never try to hold you tight. Don't wanna wake up, find you anywhere by my side. Bận bịu như vậy mà ai gọi không biết nữa. Alo, Huệ đây. Alo, ai vậy? Lâm đây. Anh muốn gặp em. Anh đang ở Sài Gòn. Em có thể ra đây gặp anh được không? Em xin lỗi, em không thể gặp anh được. Anh hiểu ý em nói mà phải không? Anh biết. Anh không nên gọi điện thoại cho em như vậy. Nhưng anh thật lòng nhớ em lắm. Em có thể ra đây gặp anh được không? Dù chỉ một lần thôi mà. Anh yêu em. Chỉ một lần này thôi mà. Em xin lỗi. Anh đừng như vậy nữa mà. Em không thể làm chuyện có lỗi với chồng em được nữa. Anh hiểu mà đúng không? Anh xin lỗi vì anh đã gây cho em sự khó khăn này. Từ nay anh cố gắng không bao giờ gọi điện thoại cho em nữa. Cảm ơn. Chúc chú. Nó không chịu ngủ, con tranh thủ ngủ chút đi. Để dì coi chừng giùm cho. Cả đêm qua con đâu ngủ chút nào đâu. Chắc mới chết ngừa, nó khó chịu nên quậy con cả đêm đó dì. Dì ra ăn cơm đi, con dọn ra rồi kìa. Ừ, để đó chút dì ăn, dì chưa có thấy đói. Nhìn nó đang yêu chưa kìa, thấy ghét quá à. Nếu mẹ con mà thấy được bé Ngọc Châu như thế này thì chắc cũng mừng lắm đó dì. Con có dự định mang bé Ngọc Châu về gặp bà ngoại không? Dù gì thì bé Ngọc Châu cũng cần gặp bà ngoại chứ. Con định giấu đến bao giờ đây? Sao? Nói gì nghe. Có chuyện gì mà con lại khóc? Mẹ con đã mất rồi dì ơi. Hồi nào vậy con? Mẹ con mất khi bà bị tai biến mạch máu não. Lúc đó là tháng thứ ba, con mang bầu bé Ngọc Châu.
khi con về tới nhà thì mẹ con đã được thiêu và gửi cho chùa ở Dương Huê. Nhà cửa của con cũng bị người ta ghét nợ hết rồi. Vậy tại sao con lại không nói điều này ngay ra từ đầu? Trong lòng con lúc nào mẹ con cũng như đang còn sống bên con. Giả lại, con chỉ muốn bảo vệ bé Ngọc Châu, tình thương duy nhất bây giờ của con thôi. Lúc đó con không nói ra, vì con không muốn mọi người vì thương hại mà giúp đỡ cho con. Lúc đó vì bên nhà ông Nghĩa quá bức bách nên con phải nhờ sự binh vực của báo chí. Con rất buồn khi phải nói dối mọi người về điều này. Thật tình, lúc đầu khi được về công ty Vĩnh Cửu, được mọi người chăm lo, con đã hạnh phúc lắm rồi. Con quyết định phải chăm lo cho bé Ngọc Châu cho thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì đây chính là báu vật duy nhất của con có được lúc này. Chị thật không ngờ cuộc đời con lại có nhiều đau khổ như vậy. Không gì ơi, phải nói là cuộc đời của con thật hạnh phúc vì được quen những người như dì Lan, chị Huệ, anh Lý, anh Khoa, chị Thảo. Alo, em nghe. Em khỏe không? Em khỏe. Anh sao rồi? Tụi mình gặp nhau nói chuyện được không em? Em đang bận. Khi nào rảnh em sẽ điện thoại gặp anh. Tại sao hai đứa mình lại xảy ra như vậy? Em đã nói rồi, lỗi tại em. Không, lỗi tại anh. Bởi vì anh đã không giữ được em. Bây giờ không phải lúc mình nhận lỗi về ai. Em chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Em à, anh cảm thấy mình mệt mỏi quá. Em hiểu. Chắc mẹ buồn vì chuyện chúng ta lắm. Mẹ buồn anh. Mẹ đã bỏ về quê rồi. Căn nhà bây giờ chỉ còn có một mình anh thôi. Anh thèm cái không khí như ngày xưa quá. Thôi, anh không phiền em nữa. Điện thoại cho ai vậy? Em tính gọi điện về nhà. Vậy à? Em gọi đi. Nhưng em phải biết là nói những gì rồi chứ. Lâu quá không có đánh cờ với con. Nước cờ của bác xuống thấy rõ. Vậy mai mốt con sẽ cố gắng thường xuyên ghé đánh cờ với bác. Được vậy còn gì bằng. Nè, con Linh á, mà nó đồng ý á, bác gả nó cho con liền á.
Chắc con Linh nó gọi về á. Alo, Linh hả con? Dạ. Con đây, ba khỏe không? Ba ăn cơm chưa? Cái con nhỏ này, hỏi như vậy thì làm sao ba kịp trả lời? Ba khỏe, ba ăn cơm rồi. Được rồi, ba ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Vài bữa nữa con về. Ba biết rồi. Bữa nay có cậu Kiếm ghé đánh cờ với ba nè. Con nói chuyện với cậu ấy một chút nghe. Dạ. Alo, Kiếm đây, cô đang ở đâu? Dạ, con đang đi chơi với bạn con. Cô nói đi, cô có sao không? Dạ, con không sao. Con đang đi chơi với bạn con mà, vui lắm. Alo. Alo. Ủa, con lên đứa cúp máy rồi hả? Cô ấy bận, lát nữa cô ấy sẽ gọi lại. Cái con nhỏ này nói chưa được nửa câu là lo cúp máy à. Thôi, bác cháu mình chơi tiếp đi. Bác đi như vậy là thua con nha. Thì đành chịu thôi. Vậy là con thua bác rồi đó. Chịu. Bác hay quá, nước cờ này táo bạo quá. Có gì đâu mà táo bạo, xưa lắm rồi. Đây là nước cờ á mà người ta thường gọi nó là điệu hổ ly sơn. Đúng rồi, điệu hổ ly sơn. Anh cho tôi về đi, tôi sốt ruột lắm rồi. Cô phải ở lại đây, không còn cách nào khác. Anh muốn gì ở tôi, anh nói đi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chính cô đã buộc tôi phải đối xử với cô như vậy. Tôi đã nói rồi, đừng chỏ mũi vào công việc của tôi. Nhưng rất tiếc, cô đã không nghe. Vì tôi yêu anh nên tôi muốn biết về anh. Cũng may là tôi kịp thời nhìn ra con người thật của anh. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho ai phá hỏng công việc của mình. Và cô cũng là một trường hợp như vậy. Tôi xin anh hãy nghĩ tới tình cảm của chúng ta trước đây mà cho tôi về. Tôi hứa tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về anh. Tôi không có thói quen tin vào người khác, và nhất là những lời hứa. Cô cứ ở đây, khi nào xong việc cô sẽ được về nhà. Thôi được, nếu như anh không cho tôi về, tôi sẽ tố cáo hết những việc làm của anh. Hâm dọa. Biết cô còn giữ được cái mạng mình không mà tính đường về. Tôi mà có mệnh hệ là tôi cắt cổ cô trước, hiểu chưa? Thank you.
Linh Kiếm hả? Cô yên tâm, chắc Linh không sao đâu. Cô ấy mới gọi về nhà nói chuyện. Nó có nói là đang ở đâu không anh? Cô ấy không nói chuyện nhiều được. Hình như là có người khống chế. Chết rồi, tội nghiệp Linh quá. Bây giờ tính sao anh? Bây giờ cô phải bình tĩnh, tuyệt đối không để tiết lộ chuyện này cho ai hết. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để phá vụ án này. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Sáng mai cô phải về lại Sài Gòn. Chắc chắn một vài tên trong số bọn chúng còn nhớ mặt cô, nên cô ở đó rất nguy hiểm. Tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ về. Alo. Anh đây, em chưa ngủ hả? Em chưa ngủ được. Sao vậy? Em cũng không biết nữa. Em lo lắng chuyện gì phải không? Không, tự nhiên em thấy sợ một điều gì đó. Em đừng có suy nghĩ nữa. Hãy nằm xuống và nhắm mắt. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất. Anh Lâm, tại sao anh lại yêu em? Anh cũng không biết nữa. Nếu sau này con của em... Con của em sẽ rất đẹp, vì nó giống mẹ mà. Thôi em ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Chúc anh ngủ ngon. Chào cô, cho tôi hỏi cô gái ở phòng 309 đã đi đâu rồi? Dạ cô ấy đi rồi, cô ấy có để lại cho anh một vết thương. Em có việc nên về gấp, không kịp chào anh. Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em. Tạm biệt. Lâu. Anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Em làm phiền anh quá phải không? Không, anh rất muốn được em làm phiền. Anh muốn được làm người quan tâm, chia sẻ những lúc em khó khăn hay những lúc em vui buồn. Em thật sự chỉ là một cô gái quê mùa, ít học. Em không có gì cả, làm sao có thể chia sẻ gì được với anh? Em đừng nghĩ ngợi nữa, hãy tin ở anh. Anh muốn thật sự trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em. Thank you.
sẽ chán em mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Em đồng ý không? Được rồi, trong buổi chiều nay chúng tôi sẽ giao hàng tới. Cảm ơn. Rồi mắc cỡ bỏ chạy như một đứa con nít. Ủa rồi anh ăn uống gì chưa? Mấy hôm nay thấy anh có vẻ lo lắng gì á. Không có gì. Mẹ kêu em chiều nay qua nhà ăn cơm kìa. Có chuyện gì không anh? Thì chắc là chuyện của hai đứa mình thôi. Ba mẹ cứ nhắc hoài. Thời gian qua xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Em lo quá. Rồi sao ổn thôi. Mình đi kiếm gì ăn ha. Đi anh. Anh quên. Cho anh gửi. Con nói mấy ngày nữa con mới về mà. Tòa soạn có việc gấp nên con về luôn. Nè con, rửa mặt nghỉ ngơi một chút rồi lên ăn cơm với mẹ ha. Dạ. À, dạ. Cách đây mấy hôm thằng Tân nó có ghé đây đó. Anh có nói gì không mẹ? Mẹ nó còn đi công tác, nó ngồi một chút rồi nó về. Dạ, anh ấy có gọi cho con rồi. Alo anh Kiếm hả? Em gặp anh bây giờ được không? Dạ. Con đi đâu vậy? Con đi đây có chút việc rồi con về liền. Mới về là đi liền, không cơm nước gì hết. Vậy anh ạ. À, em nôn quá không biết lên sao rồi. Em bình tĩnh, tất cả mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Anh nghĩ cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Không biết nó có vượt qua khỏi cú sốc này không nữa. Nhìn nó như vậy mà yếu đuối lắm. Bây giờ không biết ăn nói sao với ba Linh đây. Tạm thời đừng cho bác cứ biết. Chính cao huyết áp của bác ấy không chịu nổi những cú sốc như thế này đâu. Ừ.
Không được, ông chủ đã dặn tôi không được phép gọi điện thoại khi ông ấy không có nhà. Nhưng tôi muốn điện thoại về nhà. Cô cho tôi điện một lần thôi, tôi nhớ nhà lắm. Xin lỗi, tôi không dám cãi lời ông chủ, mong cô thông cảm. Thôi được rồi, cô gọi nhanh đi. Ai cho phép gọi điện thoại? Lần sau không được phép tự ý làm bất cứ điều gì khi chưa có lệnh của tôi. Đâu có làm gì đâu, anh bắt giam tôi như vậy. Anh thả tôi ra đi mà. Em nói cái gì vậy? Em là người yêu của tôi, tôi đang lo lắng chăm sóc cho em mà. Anh nói dối, anh lừa tôi, anh là kẻ độc ác. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh là kẻ độc ác. Đưa cô ấy xuống phòng đi. Dạ. Thả tôi ra, đồ độc ác. Thả ra. Nếu cô không có tha thì tôi không tha cho cái chuyện dám cãi lời tôi đâu. Dạ mời bác. Cứ tự nhiên đi con. Dạ. Ủa, quẹo ông xuống ăn cơm hả mẹ? Lúc trưa về là nằm liền trong phòng, không chịu ăn uống gì hết. Để con lên xem sao. Chắc có thể cái thai nó hành, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Dạ. Ăn đi con. Dạ thôi, con chờ anh Khoa xuống ăn luôn cho vui. Anh hả? Em mệt hay sao mà không xuống dưới ăn cơm? Em không sao, em nằm nghỉ một chút rồi ngủ quên luôn. Anh xuống ăn trước đi, em xuống sau. Huệ nè, đáng lý ra anh không nên xen vào chuyện riêng của hai đứa, nhưng anh muốn khuyên em một điều. Hãy quên thằng Tân đi, nó không xứng đáng để em phải đau buồn như vậy đâu. Có chuyện gì xảy ra giữa anh và anh Tân phải không? Không, không có gì. Em chỉ biết như vậy thôi. Ráng tập trung mà lo cho đứa bé nha.
Nè, con ăn thử mấy món bác nấu, món ruột của cha con nhà này đó. Dạ, ngon lắm bác. Lâu lắm rồi con mới có cảm giác. Alo, văn phòng công an xin nghe. Dạ, tôi hiểu. Sao, cậu không về nghỉ sao? Mấy đêm rồi thức trắng, phải giữ gìn sức khỏe cho những ngày sắp tới, rất căng thẳng. Em hiểu. Nhưng những gì mình tính toán đều không được như ý. Hiện nay cô Khánh đang bị theo dõi rất kỳ gắt. Và cô ấy đang chọn cho mình một quyết định tốt nhất để đảm bảo được tính mạng của mình và đứa con. Vậy theo anh, bao lâu nữa thì cô Khánh sẽ ra mặt? Tùy theo tâm lý của cô ấy. Nhưng tôi tin cô ấy sẽ không dám đánh đu với số phận mình. Nếu bọn chúng đã hết kiên nhẫn thì bọn chúng có thể khử cô ấy. Alo, anh chờ một chút, có điện của anh. Alo, cậu chờ tôi một chút, tôi qua liền. Tôi đi đây. Alo. Dạ, tôi là Khánh. Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Cô Khánh hả? Được. Bây giờ cô ở đâu? Anh cứ tới ngã ba sông, tôi sẽ đợi anh ở đó. Được, tôi sẽ tới liền. Thưa anh, đã có tín hiệu từ cô Khánh, tôi xin chờ lệnh. Đúng như dự tính của chúng ta, cho triển khai phương án 2. Cậu lập tức bám sát cô Khánh và bằng mọi cách đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy. Rõ. Cái xe ôm không con? Tôi làm kiếm, tôi lên xe đi. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Vài ngày nữa mẹ anh sẽ lên qua nhà em để nói chuyện của chúng ta đó. Tại sao anh lại làm phiền tới mẹ? Anh đã quyết định rồi mà. Mẹ nói, dù gì thì cũng là cháu nội của mẹ. Mẹ nói là mẹ tin là em không phản bội anh như mẹ nghĩ. Mà thật thì có chuyện đó, anh thấy mình cũng không xứng đáng với em nữa. Có những chuyện dù có rộng lượng tha thứ thì cũng không bao giờ xóa được trong trí nhớ. Có lẽ đây là buổi nói chuyện cuối cùng của anh và em.
Huệ, anh cứ tưởng tình yêu của chúng ta sẽ không có gì lay chuyển được, nhưng sai lầm là đã giết chết nó. Sau khi thoát thân, trên tay tôi là cả một vali tiền. Mà tôi nghĩ có sống mấy kiếp người tôi cũng không tìm ra được. Lợi dụng tình hình đó, tôi đã giấu vali tiền đó và báo cho bọn chúng biết là tôi đã làm thất lạc. Và chúng đã không tin cô. Điều đó bây giờ đã quá rõ ràng. Chúng không đụng tới cô là cũng vì cái vali tiền đó. Tôi muốn đổi đời. Tôi muốn kiếp mình không phải sống chua rút trong những vũ trường quán bar. Tôi muốn con tôi có một cuộc sống tươi đẹp hơn cuộc đời của mẹ nó. Tôi muốn nhiều thứ lắm. Chỉ có tiền mới làm được điều đó. Cô đã quá mạo hiểm với tính mạng của mình. Cũng may là cô đủ thông minh. Nếu cô trả lại vali tiền đó thì cô biết hậu quả sẽ ra sao không? Tôi mệt mỏi và chán nản. Có những lúc tôi muốn trả lại cho chúng, để tôi không còn phải sống trong những lúc lo sợ. Nhất là sau cái chết của thầy Dung. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để cho thầy Dung chết oan đâu. Nhất định chúng nó sẽ bị pháp luật trừng trị. Anh Kiếm, đó là tất cả những thông tin mà tôi biết về bà Trùm và người đàn ông lạ mặt. Việc còn lại là của anh. Tôi tin ở các anh. Các anh có thể bảo vệ được tính mạng của tôi và con trai tôi. Cô đã quyết định đúng khi tin tưởng chúng tôi. Với những gì cô cung cấp cho chúng tôi tin nó sẽ giúp chúng tôi phá án vụ này. Tôi chỉ còn mong những ngày sắp tới tôi và con tôi sẽ được sống những ngày bình yên. Sao không ăn đi? Alo. Ờ vậy à. Tốt rồi. Bằng mọi cách phải lấy được cái vali tiền. Còn con Khánh thì nếu được. Hiểu chưa? Ngày mai tôi có việc gấp phải đi. Mọi việc ở trong nhà phải là chu đáo. Dạ, tôi hiểu rồi. Vậy còn em thì sao? Anh cho em về nha. Tạm thời em cứ ở lại đây. Khi nào xong việc tôi sẽ cho em về. Nhưng mà tôi nói như vậy mà nghe không rõ à?
Tất cả những thông tin đó tôi đã nhận được từ cô Khánh. Cùng với việc cô Linh bị mất tích, tôi có thể xác định được rằng người đàn ông đứng sau lưng đường dây tội phạm này chính là tên Thành. Như vậy Khánh là một nhân chứng quan trọng. Bọn chúng sẽ theo sát cô ấy. Chúng ta phải tương kế tụ kế, giăng lưới tóm gọn bọn chúng. Nếu làm vậy có nguy hiểm không? Cũng hơi mạo hiểm. Nhưng chúng ta sẽ bố trí người dày đặc, chia thành từng tầng để đón lõng. Tôi tin rằng mình sẽ chủ động nắm được tình hình. Hơn nữa, chúng ta sẽ giăng lưới trong đêm để dễ bề hành động. Bọn chúng rất tinh ranh và xảo quyệt. Chắc chắn bọn chúng có phương án đề phòng. Vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Tính mạng của nhân chứng và của các đồng chí đặt trên hết. Nếu thật cần thiết mới nổ súng, nếu không thiệt hại sẽ rất lớn. Chúng tôi đang chờ sự chỉ đạo của đồng chí. Tôi không thể ấn định người khác vào cuộc đời của mình. Nói thật, tôi cũng đã quen với không khí này rồi. Nụ mà đi, tôi sẽ trống trải lắm. Tôi biết, nhưng mà mong gì thông cảm. Bởi vì tôi cũng không còn cách nào khác. Thật sự thì tôi rất muốn chăm sóc cho mẹ con Nụ. Ai mà cấm cản được tình yêu. Nói thật, tôi rất mừng vì Nụ đã may mắn gặp được một người đàn ông tốt như Lý. Nghe dì nói tôi cũng đỡ ấy nấy. Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa Nụ và bé Ngọc Châu ghé thăm dì. Nói là phải giữ lời. Chúc mừng Lý, cuối cùng cũng đã tìm được một tình yêu cho mình. Cảm ơn dì. Mời dì dành Lý cho ăn cơm. Nụ nè, Lý là một người đàn ông tốt. Hai người cố gắng sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Con hứa với dì sẽ sống thật tốt. Con cảm ơn dì. Con sẽ không quên những ngày được dì cưu mang. Ha ha ha.